lương hưu, trợ cấp người có công tăng, người cao tuổi an tâm với tuổi già. Hàng hóa xuất nhập khẩu cuối năm tăng mạnh tại Lào Cai. Hà Nội dự kiến thu hồi đất, hơn 300 hộ dân mở đường rộng 60m. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự lúc 20 giờ được phát sóng hàng ngày trên lao động.vn. Bản tin hôm nay ngày 11 tháng 11 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Mỗi ngày, khu vực đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Đà Nẵng đón hàng ngàn du khách trong và ngoài nước đến tham quan du lịch. Vì vậy, các biển hiệu ở đây có đa dạng các loại ngôn ngữ, thậm chí có nơi chỉ để toàn bằng tiếng nước ngoài. Sở Văn hóa và Thông tin Đà Nẵng cho biết sẽ nhắc nhở, chấn chỉnh các đơn vị hộ kinh doanh vi phạm lĩnh vực văn hóa và quảng cáo với hành vi không viết chữ tiếng Việt, chỉ viết bằng tiếng nước ngoài trên các biển hiệu quảng cáo. Nếu cần thiết, sẽ xử phạt hành chính với các đơn vị này. Thông tin ban đầu về kỳ tuyển sinh năm 2025, một số trường đại học đã có sự điều chỉnh về phương thức tuyển sinh nhằm siết chặt chất lượng đầu vào, có trường giảm chỉ tiêu xét học bạ trung học phổ thông, điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, có trường công bố tổ hợp xét tuyển mới. Điều này khiến nhiều học sinh lớp 12 lo lắng. Theo chia sẻ của chuyên gia, trong quá trình chờ đợi phương án tuyển sinh của các trường để giảm bớt lo lắng, thí sinh nên tập trung vào những mục tiêu, môn học các bạn đang đầu tư và đạt kết quả tốt nhất. Làng Đường Lâm, Hà Nội được ví như bảo tàng sống về làng quê đồng bằng Trung du Bắc Bộ. Hiện nay có đến hàng trăm ngôi nhà truyền thống. Ngôi nhà của gia đình chị Dương Thị Lan đã hơn 300 năm tuổi, là nhà của quan đốc học Sơn Tây xưa với 5 gian, 2 trái, khang trang cùng hệ thống giường cột. Những nét điêu khắc tinh xảo thời Hậu Lê trên ngôi nhà cổ vẫn còn nguyên vẹn cho tới tận ngày hôm nay. Những nét đẹp này khiến du khách không khỏi thích thú. Thưa quý vị, hiện Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai đã vận hành 5 luồng thông quan tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa dịp cuối năm, dưới là ghi nhận của phóng viên. Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai đã vận hành 5 luồng thông quan tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành. Trong đó có 2 luồng xuất khẩu, 3 luồng nhập khẩu, mỗi ngày có khoảng 400 phương tiện chở hàng nhập khẩu từ Trung Quốc về Việt Nam. Thay vì chỉ có một luồng như trước đây, thì nay đã có 3 luồng nhập khẩu hàng hóa. Từ ngày đầu tiên vận hành, mọi quy trình đảm bảo thông suốt, tạo thuận lợi cho hàng hóa được thông quan nhanh chóng. Việc đưa 5 luồng đi vào vận hành giúp rút ngắn thời gian thông quan, đảm bảo không xảy ra ùn tắc tại khu vực cửa khẩu. Đây là một trong những nỗ lực của Lào Cai trong lộ trình xây dựng cửa khẩu kiểu mẫu. Khi có thêm 3 luồng này, thời gian thông quan cửa khẩu rút ngắn rất là nhiều. Các cơ quan ở Lào Cai tạo điều kiện nhiều nên việc chở hàng sang bên này rất thuận lợi. Với việc tích hợp dữ liệu hải quan, nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu Kim Thành đã chạy toàn trình với sự tham gia của 100% doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Nhiều thủ tục hành chính được khai báo từ trước trên các phần mềm của nền tảng này. Khi qua luồng kiểm tra, hệ thống camera thông minh sẽ soi biển số, hệ thống barrier cũng sẽ tự động đóng mở. Chỉ trong khoảng vài giây, chủ các phương tiện đã hoàn tất các thủ tục thông quan. Việc mà chúng ta ứng dụng được cái camera AI và barrier tự động vào thì đặc biệt là sẽ giúp lực lượng chức năng sẽ có thêm một công cụ để kiểm soát được việc ra vào cái barrier này. Và bên cạnh đó là doanh nghiệp cũng sẽ có được cái biết được là họ đã hoàn thành thủ tục hay chưa. Từ đầu năm đến nay, kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu của Lào Cai đạt trên 2,5 tỷ đô la, tăng 80% so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu vẫn là nông sản, trong đó quả sầu riêng đạt giá trị 950 triệu đô la, chiếm 66% giá trị kim ngạch xuất khẩu. Đặc biệt, một số mặt hàng mới vốn là thế mạnh của Việt Nam như yến xào, dừa tươi cũng bắt đầu xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Tỉnh Lào Cai kỳ vọng việc vận hành hiệu quả 5 luồng thông quan tại cửa khẩu Kim Thành sẽ tạo điều kiện để gia tăng năng lực thông quan hàng hóa, thu hút thêm các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn. Thưa quý vị, đặc sản chè Lam có vị ngọt, thơm mùi gừng. Món này thường xuất hiện vào các dịp lễ Tết mang đậm dấu ấn ẩm thực Bắc Bộ. Và sau đây hãy cùng phóng viên Báo Lao Động trải nghiệm làm món ăn này nhé. Chúng ta đều biết là món chè Lam
là đặc sản của vùng Đường Lâm quê nhà tôi. Thế thì nguyên liệu của nó gồm thứ nhất là bột, gạo nếp đã được rang chín và xay nhỏ. Thứ hai là bột gạo tẻ là làm bột áo để cho nó khi mà thành nấu chín sản phẩm thì ta đổ xuống nó không dính. Và nguyên liệu thứ ba là đường. Nguyên liệu thứ tư là vừng. Và nguyên liệu thứ năm là gừng. Và nguyên liệu thứ sáu là lạc. Lạc rang đã rang chín. Và thứ bảy là nước để nấu. Đấy là những nguyên liệu cần cho một món chè lam ở làng cổ quê tôi. Mời quý vị và các bạn cùng với Hoàng Lộc thực hiện các bước trong quy trình làm chè lam. Khi đến với làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội, không khó để bắt gặp mùi hương thơm nức của gạo nếp mới, gừng, mạch nha, đậu phộng rang. Những mẻ chè lam thấm thoát ra lò qua đôi bàn tay dẻo dai, khéo léo nhưng đầy lực của các mẹ, các chị. Khi mà khách đến du lịch nhà cổ của cụ quan nhà tôi thì khi gia đình mời thưởng thức chè lam và nước trà, du khách rất là thích và ăn thấy rất là ngon. Và du khách ai cũng khi về ai cũng mua chè lam để về làm quà. Thưởng thức một miếng chè lam, nhấp một ngụm trà, những thực khách khi đến đây có thể cảm nhận được mọi tinh túy, cái hồn quê dung dị tan dần vào trong miệng. Mình thì người Huế, mình ra đây đi chơi, mình đi đến đây bằng xe máy. Ở trong đó thì cũng có một số món ăn tương tự như vậy, như là mè sừng. Nhưng mà đương nhiên là mè sừng thì nó không làm từ gạo mà nó làm từ mực mía. Nó cũng có vị gần giống như vậy, nhưng mà ở đây nó đặc biệt hơn thì nó có vị gừng. Mình nghĩ là đây là món ăn ngồi nhâm nhi đàm đạo uống trà rất là hợp lý. Mình thấy món chè lam khá là ngon. So với cả ngày trước thì nó sẽ đỡ nhạt hơn và phù hợp với cả thị hiếu của giới trẻ. Rất là thơm mùi gừng, mùi gạo nếp, mùi của mật mía, hòa quyện rất là hài hòa. Và uống thêm một ly trà nữa thì nó trung hòa vị với nhau, nó khá là dễ để tiếp cận với cả giới trẻ như bọn mình. Ngồi trong không gian của những ngôi nhà cổ đã có tuổi đời khoảng 300 đến 400 năm tuổi, vừa thưởng thức chè lam, vừa nghe gia chủ kể về những câu chuyện từ thời khai hoang lập ấp, sẽ càng hiểu vì sao Đường Lâm dung dị và bình yên ấy lại níu chân du khách thập phương đến như vậy. Tiếp theo bản tin, mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật một số tin nhanh nổi bật trong ngày. Thưa quý vị, Nghị định 77/2024/NĐ-CP sửa đổi mức chuẩn trợ cấp ưu đãi cho người có công với cách mạng. Theo đó, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng sẽ tăng cao nhất từ 2.055.000 đồng lên 2.789.000 đồng, tăng 35,7% và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Khi trợ cấp được tăng lên, theo quy định mới sẽ giúp ích rất nhiều cho cuộc sống của người có công và thân nhân của họ. Thưa quý vị, tại Hà Nội, quận Hà Đông dự kiến thu hồi đất của hơn 300 hộ dân với tổng diện tích khoảng 30 hecta để mở rộng quốc lộ 6 lên từ 50 đến 60 mét. Quận Hà Đông hiện đã chỉ đạo các phòng, ban, phường thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, xác định vị trí đất, thống kê nhà ở, tài sản gắn liền với đất. Sau khi có số liệu chi tiết, quận sẽ lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, ra thông báo thu hồi đất đến các hộ dân. Hiện tượng sạt lở bờ sông đang diễn ra tại nhiều khu vực, khiến bao đê chống lũ Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị bị xuống cấp, mất an toàn công trình và chưa đảm bảo khả năng ngăn lũ. Trước mắt, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Hải Lăng chủ động rà soát, cân đối, bố trí kinh phí để ưu tiên triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục, gia cố các vị trí sạt lở, hư hỏng. Thưa quý vị, Công an tỉnh Bình Dương cho biết Công an thành phố Thuận An đã khởi tố bắt tạm giam với Vũ Quyết Thắng, sinh năm 1995, nơi thường trú tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, khi bị đo nồng độ cồn, đối tượng Thắng đã dùng tay đấm vào vùng mặt
của một cán bộ cảnh sát giao thông là thành viên tổ tuần tra đặc biệt 171. Sau hơn 3 tuần thử nghiệm từ ngày 14 tháng 10 đến ngày 8 tháng 11 ở mức 20% công suất, từ ngày 11 tháng 11 đến ngày 17 tháng 11 là thời điểm quyết định để đánh giá toàn diện khả năng hoạt động và an toàn của tuyến tàu Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Đường sắt Đô thị số 1 cho biết, giai đoạn vận hành thử nghiệm 100% công suất thiết kế sẽ kéo dài suốt tuần từ 5 giờ đến 23 giờ 30 phút mỗi ngày. Dự kiến có 14 đoàn tàu hoạt động trên tuyến chính cùng 3 đoàn tàu dự phòng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự 20 giờ của Báo Lao Động. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại. Tại Masterize Homes, chúng tôi không ngừng kiến tạo những biểu tượng toàn cầu, mang đến trải nghiệm sống quốc tế khác biệt và đảm bảo giá trị tài sản gia tăng bền vững. Với Masterize Homes, tầm nhìn sẽ không có giới hạn. Những cam kết về chất lượng, dịch vụ của chúng tôi sẽ không bao giờ có điểm dừng. Masterize Homes, nhà phát triển bất động sản quốc tế với giá trị toàn cầu.